đừng thích với bạn, hoặc là những cái mà thuốc cắt cơ nha. Ví dụ như là salbutamol thì mình sẽ có những cái ống định liều hay là ống có phân liều để mà mình có thể là giúp cho bệnh nhân của mình có thể là hít vào để mà có thể là cắt cơn hen hoặc là dự phòng cơn hen. Đó là những cái dạng mà dạng hít nha các bạn, dạng hít nha. Đó. Thì lớp mình không biết là có bạn nào có cái bệnh lý, cái bệnh hen suyễn không ta? Không sao các bạn ha, cái bệnh này cũng có thể gọi là nội sinh hay là cũng có thể là do bẩm sinh của mình, cũng có thể là bị bệnh hen suyễn nên là hỏi như vậy để mà nhờ các bạn chia sẻ thôi, chứ không có phải là hỏi tật hay là hỏi bệnh xấu của bạn nha. Cái này là bệnh rất là bình thường đó bạn ha, ai cũng có khả năng mình sẽ có bị là gọi là tình trạng là bị hen suyễn. Sao các bạn nào mắc bệnh hen suyễn không? Học đi, mình gần gũi với thực tế nè, nghe chia sẻ từ các bạn đúng không? Có không? Rồi, không có thì thôi ha. Nếu như các bạn không trả lời thôi mình cũng tắt mic của các bạn luôn, để cho mấy bạn đừng có vô tình mà chúng ta mà mic trong cái lúc mà thầy nói. Rồi, thì các bạn cũng biết đây là một cái dịch tễ ha, được nghiên cứu ở nước Úc này. Bạn nhìn cái hình ha, đây là cái phổi đó, hít vào, phổi mình nở ra. Rồi thì các bạn thấy là trong đây là cái phần dịch tễ. Thì bây giờ là cứ 10 người thì sẽ có một người là sẽ bị ảnh hưởng bởi cái bệnh là hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản ha. Thì các bạn thấy á, là cái mà ước tính cũng như vậy, cái số liệu này đưa ra để làm gì cho mấy bạn thấy á, là trên thế giới của mình nó hoặc là trong cái bệnh lý này nó có thể là nó xảy ra rất là nhiều ha. Đây là cái này là một bệnh lý rất là bình thường về cái đường hô hấp các bạn, nó không phải là những cái bệnh lây nhiễm gì mà mình phải ngại ngùng hết đúng không ha. Nên là chúng ta cứ có bạn nào có cảm thấy là mình bị mắc hay là mình đã được chẩn đoán là mắc bệnh rồi thì mình có thể là mình sẽ chia sẻ với các bạn trong lớp của mình, còn không có thì thôi. Thì mấy bạn thấy đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà sau 10 năm thì nó sẽ có thể là có tỷ lệ tử vong ha. Bạn cũng phải rất là cẩn thận nếu như chúng ta không có kiểm soát được cơn hen cũng như là chúng ta không có kiểm soát được cái đường thở của chúng ta. Đây các bạn thấy ha, cho nên nó bị thắt lại đó mà ha. Thì ở đây mình thấy là sẽ có 16% cái người mà ở Úc thì có cái tình trạng là smoke, là cái dạng mà hút thuốc, và 8% là trẻ em với lại cái bệnh lý là hen suyễn mà sống với lại là cái người hút thuốc, và 80% cái hen suyễn hay là dị ứng có biểu hiện của cái biểu hiện của dị ứng cũng như là nó sẽ có tình trạng là sốt các bạn. Rồi và một điểm nữa là nó sẽ theo mùa các bạn, theo mùa ở đây là chữ peak season các bạn thấy không, nó sẽ có một cái đặc điểm là nó sẽ theo mùa. Thì hôm trước á, mình có dạy một bạn ở bên cái lớp mà hình như là xét nghiệm, ố xin lỗi, hình như là một bạn bên điều dưỡng. Bà ngoại bên chồng em bị hen ạ, cũng 81 tuổi rồi, lên cơn hen ho rất là nhiều. Rồi thì cảm ơn cái chia sẻ của bạn bạn Bình. Thì hôm trước thì có một bạn á, bạn nói á, là với mình là bạn cũng bị hen, và bạn cũng chia sẻ với các bạn trong lớp là bạn thường á là sẽ bị vào cái giai đoạn là mùa hè ha. Còn trong cái nghiên cứu hay là trong cái dịch tễ của nước Úc thì sao? Mấy bạn thấy á, thường á, là người ta sẽ xuất hiện cái tình trạng là nhập viện theo mùa, và đối với lại là người lớn á, thì thường là sẽ xảy ra mùa đông ha. Còn xin lỗi bạn xíu ha, do trường mình đang chuẩn bị thẩm định đó, nên là cũng đang làm lại mấy cái mà bàn ghế này nọ kiểu, nên là nó hơi ồn xíu ha. Bạn có nghe ồn không? Các bạn có là do số 1 không, là nghe số 2 à? Không, rồi ok, hơi quá không sao, giờ chắc là do cái mic của mình là nó cũng xịn lắm, nó không có ảnh hưởng tới mấy bạn, nó lọc được những cái mà âm thanh tạp âm ha. Rồi mình sẽ nói lại xíu,
Thì ở đây á, là theo cái mà bệnh lý theo mùa, nó là một cái bệnh lý theo mùa. Thì cái bạn mà chia sẻ với mình á, thì bạn nó cũng là gọi là trên 18 tuổi rồi đi ha. Thì bạn này thường là lên cơn hen vào mùa mùa hè. Còn ở đây á, là heo dịch tễ á, là nước Úc á, thì nó sẽ xuất hiện vào mùa đông. Thì nếu như mà mình mà có một cái sự gọi là cái sự hiểu biết của mình á, với lại là mình cũng có một số bạn thì ở bên là nước nước Úc á, thì bạn nói với mình á là mình cũng thấy là rất là lạ. Vào trong cái khoảng mà giai đoạn hè bên mình á, hè bên Việt Nam của mình đó bạn, thì nó lại là giai đoạn mùa đông của bên nước Úc, mình không hiểu được ha. Nó hơi ngược lại với lại là bên Úc đúng không bạn? Nhưng mà là có thể là nó dù ngược hay là không ngược gì đó, thì cái này là cũng là cái dịch tễ của cái mà nước Úc của mình ha. Thì tùy theo thì mình sẽ thấy á, là khi mà mùa đông á, thì thường rất là lạnh và nó sẽ co cái mà phế quản của mình ha, nên là cũng có thể là nó sẽ xảy ra vào mùa 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 đông. Nhưng mà còn đối với trẻ em á, bạn thấy á, thì nó sẽ thường xuất hiện là vào từ tháng 2 đến tháng 5 ha, thì nó cũng rất là phù hợp với lại là cái bạn bên lớp điều dưỡng. Thì bạn thấy về cái đặc điểm cũng như là cái dịch tễ, khi mà có những người mà mắc bệnh hen thì thường sẽ lên cơn hen theo mùa ha, do là nguyên nhân là dị ứng ha, có những cái biểu hiện của dị ứng. Và trẻ em thì sống với lại là những người mà có cái tình trạng là hút thuốc lá, hay là sẽ xảy ra ở những người mà có biểu hiện là hút thuốc lá đúng không? Nên là bây giờ là những người nè, mình sẽ có cái hình thức là hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá thụ động ha. Thì hút thuốc lá chủ động là sao, là ok cái người đó đưa một cái điếu thuốc vào miệng của mình, thì người đó sẽ là trực tiếp là hít vào cái nicotine vào trong phổi của họ. Nhưng mà khi mà họ thải ra ha, họ thải ra ở đây thì nó là những cái dạng mà đã được phổi của họ đã được trao đổi hay là đã được lấy rồi, thì nó gọi là chất thải của cái khói nó, thì nó độc rất là nhiều, nó độc hơn cái tình trạng là bạn hút thuốc lá nữa. Nên là cái tình trạng mà hút thuốc lá passive của bạn, là hút thuốc lá thụ động á, thì nó rất là nguy hiểm ha, nó nguy hiểm hơn là bạn sẽ là người chủ động hút thuốc lá. Thì đó là về cái tình trạng dịch tễ của cái việc mà bệnh hen suyễn. Thì ở đây ha, thì theo công bố nghiên cứu của LEAB thì về cái tình hình hen năm 2003, thì cái này thì nó hơi cũ một xíu rồi, nhưng mà nhìn chung á bạn thì thấy á, là những người mà bệnh hen suyễn á, thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc chơi thể thao, hay là những người sẽ có cái triệu chứng hen về ban ngày, hoặc là phải cấp cứu hay là nhập viện, và đêm ngủ không yên giấc vì suyễn và phải nghỉ làm nghỉ học vì bệnh hen suyễn ha, nên là nó không thở được. Thì có thể là các bạn thấy là đây là một cái công bố của giống như là cái nghiên cứu năm 2003, thì bây giờ hiện nay thì trên thế giới cũng rất là nhiều rồi, nên là bây giờ mình sử dụng lại những cái dữ liệu của năm 2003 này để cho mấy bạn thấy được về cái tỷ lệ ha, ai cũng có thể là hầu như là gần 50% đúng không bạn ha. Khi mà bị hen suyễn thì họ sẽ bị hạn chế rất là nhiều trong những cái vấn đề mà sinh hoạt, trong những cái vấn đề tập luyện. Thì các bạn thấy là những người mà nếu như nói như vậy, thì những người mà hen suyễn thì có chơi thể thao được hay không ha, hay là những người hen suyễn thì có phải nghỉ làm nhiều không, thì mình sẽ có những cái thuốc để cho bệnh nhân của mình họ có thể là họ sẽ kiểm soát được cơn hen, và họ có thể là họ sẽ gọi là hạn chế, hay là họ sẽ có thể là hòa nhập được với cuộc sống khi mà họ cũng có thể là vận động, nhưng mà ở mức độ vừa phải. Rồi thì về định nghĩa của cái bệnh lý hen suyễn hay là hen phế quản, thì đây là một cái bệnh mãn tính bạn nhớ ha, bệnh mãn tính. Bệnh này có di truyền, truyền chứ không phải là truyền nha các bạn ha, di truyền thì nó có gen ha, nó sẽ có gen để biểu hiện ra là bạn có thể là mắc cái bệnh lý hen suyễn hay không trong cái biểu hiện gen của bạn ha. Rồi thì mình sẽ quay lại một chút xíu về cái định nghĩa của hen suyễn là một cái bệnh mãn tính ha. Thì nó có thể là nó sẽ gặp ở tất cả những nơi trên thế giới, nước nào cũng có thể là sẽ bị hết, và nó sẽ là thường gặp ở trẻ em. Hai bạn nhớ cho mình ha, có cái hai cái ý nghĩa mình phải cần nhớ, đó là một bệnh mãn tính. Thì thường thì nó sẽ, khi mà tại sao mình lại nhấn mạnh những cái phần mãn tính, và các bạn thấy là thường là có bệnh cấp tính và bệnh mãn tính. Thì bệnh mãn tính là những cái bệnh mà nó sẽ xảy ra trong một cái thời gian dài
ha, thì gọi là một bệnh mãn tính, và nó thường là nó sẽ xảy ra ở trên trẻ em. Thì đặc trưng của nó là bởi tình trạng tắc nghẽn đường hô hấp có tính thuận nghịch, có nghĩa là bạn sẽ bị co thắt cái đường hô hấp của mình ha. Và bệnh phổi nó sẽ khác với lại là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay còn gọi là cái bệnh COPD á, thì nó chỉ có tính thuận nghịch một phần. Thì có nghĩa là sao ha? Có nghĩa là đây, bạn nhìn vô, bây giờ bên đây cái asthma này là bệnh lý hen suyễn thì nó có thể là ho. Cái nguyên nhân của nó là do cái viêm nhiễm mãn tính đường hô hấp ha. Bạn thấy chữ chronic nè, chữ chronic là mãn tính, còn chữ acute á là nó là cấp tính. Còn COPD thì sao? Nó là một cái tình trạng là đang diễn tiến của cái nhầy hay chất nhầy, hoặc là những cái mà mucus producing mucus, là có thể là do cái việc mà chúng ta sẽ ho do cái tình trạng là những người mà hút thuốc lá đó. Thì ở đây thì nó sẽ có những cái biểu hiện ha, là những cái hơi thở nó sẽ ngắn và nó sẽ đeo cái vùng ngực các bạn. Thì đó là cái việc mà chúng ta thấy là gọi là phân biệt ra giữa cái bệnh lý hen suyễn và bệnh lý COPD ha. Rồi, thì ở đây là các bạn thấy là mình sẽ coi coi những cái mà nguyên nhân, hay là sẽ coi coi những cái tác nhân nào nó sẽ gây ra tình trạng là mình sẽ bị hen phế quản. Thì bởi đây bạn thấy ha, có thể là do dị ứng nè, bệnh nghề nghiệp, ví dụ như là những người mà họ sẽ tiếp xúc với lại là những cái môi trường khói bụi ha, hay là những là công nhân trong mỏ than chẳng hạn, hay là giáo viên, thì có thể là nếu như mà ngày xưa thì có thể là sẽ xài phấn ha, nhưng mà hiện nay thì cũng có mấy trường cấp 3 thì có các bạn cái bậc mà trung học phổ thông hay là trung học cơ sở hay là tiểu học gì đó thì vẫn dùng phấn. Đúng bạn, đó là những cái tác nhân mà nó sẽ gây nên cái mà tình trạng mà có thể là yếu tố để bước tiến tới cái bức thành là yếu tố gây viêm ha, hoặc có thể là nhiễm trùng, hoặc là những cái yếu tố nội sinh, thì nó sẽ có thể là làm dẫn đến tình trạng là viêm, và nó sẽ làm cho cái phế quản của mình nó sẽ trở thành nhạy cảm ha. Thì đây là những cái yếu tố mà dẫn đến tình trạng là viêm. Còn những cái mà viêm phế quản nha ha, còn những cái yếu tố như là stress, hay là gắng sức khi thể thao, hay là không khí lạnh ô nhiễm, hoặc là do hóa chất, thì nó sẽ làm cho phế quản của mình nó sẽ co thắt ha. Từ cái những cái yếu tố này nó sẽ co thắt phế quản, hoặc là những cái yếu tố gây viêm nó làm nhạy cảm, cái phế quản của mình nó sẽ nhạy cảm và nó dẫn đến tình trạng là co thắt phế quản. Thì đây là những cái triệu chứng mà sẽ trở thành cái bệnh lý hen suyễn ha. Thì đây các bạn thấy đường thở của mình, đây là cái dạng thông thoáng nè, người bình thường ha bạn ha, cơ trơn hay gì đó thì nó rất là thoải mái. Nhưng mà trong những cái bệnh lý mà về hen suyễn hay là hen phế quản nè, bạn thấy ha, cơ của mình nó sẽ co thắt lại, và trong đó là cái lồng ống của mình đó, cái lồng phế quản của mình, các bạn thấy ha, nó sẽ dày lên về cái mà cái vách ha, đó thì nó sẽ trở thành co thắt lại cái đường dẫn khí của mình. Thì các bạn thấy là nó sẽ làm cho con người ta trở nên khó thở rồi ha, co thắt nghiêm trọng, viêm niêm mạc. Thì nó có thể là những cái nguyên nhân, ví dụ như là những cái dị nguyên nè, những cái tế bào đua gai ha, thì sẽ nó kích thích cái tế bào lympho T T2, hoặc là do những cái tình trạng là dưỡng bào nó sẽ gắn lên cái dị nguyên, gắn lên cái mà kháng thể IgE. Các bạn nhớ về cái bài hôm trước của mình về cái bệnh lý kháng histamine đó ha, nó sẽ gắn lên cái dưỡng bào của mình, rồi xong dưỡng bào của mình nó sẽ phóng thích ra những cái hạt, hoặc là nó sẽ lôi kéo đi, nó sẽ lôi kéo những cái bạch cầu ái toan hay là bạch cầu đa nhân trung tính, thì nó sẽ tạo thành một cái phức hợp miễn dịch, và sau đó thì nó sẽ lôi kéo những cái yếu tố gây viêm đến, và chúng ta sẽ có cái bệnh lý là hen phế quản các bạn. Đó, thì về cái bệnh lý hen phế quản thì các bạn sẽ nhớ là nó sẽ do cái tình trạng là những cái dị nguyên ha, nó sẽ làm dẫn đến tình trạng là gây viêm nè, hoặc là sẽ do co thắt phế quản. Thì nên là lát nữa mình sẽ coi, mình sẽ đánh tập trung vào những cái nguyên nhân, hay là mình sẽ đánh vào những cái mà những cái tác nhân gây nên bệnh, một là viêm nè, hai là mình sẽ đánh vào cái việc là làm cho cái đường
phế quản của mình nó không bị co thắt nữa thì mình sẽ có một cái nhóm thuốc để điều trị bệnh lý hen phế quản ha các bạn ha. Rồi, yếu tố nguy cơ thì đây là đây, nãy bạn hỏi là sẽ có di truyền hay không ha. Nãy bạn bạn Lộc có hỏi mình đó là có yếu tố di truyền hay không. Đây thì nó sẽ là những cái người mà nguyên nhân của nó là di truyền thì có thể là dị ứng. Ví dụ như là bây giờ là ba mẹ của mình, ví dụ nha ha, ba mẹ của mình có thể là dị ứng với lại phấn hoa chẳng hạn, thì mình cũng có thể là bị dị ứng với phấn hoa. Hay là những bé trai thì nó sẽ có cái có thể là nó sẽ bị mà cái bệnh mắc bệnh lý hen suyễn hen phế quản thì nó sẽ nhiều hơn là bé gái, hay là do những cái dị nguyên hồi nãy mình nói rồi nha, phấn hoa, lông động vật, hoặc là do những cái nấm, hoặc là thuốc hóa chất thì mình sẽ có là aspirin, thì cũng có thể là sẽ làm cho cái tình trạng là hen phế quản của mình nó co thắt phế quản ha. Rồi mặc dù là nó là biểu hiện của nó là một cái kháng, nó là một cái NSAID đúng không bạn ha, bản chất của nó là NSAID, nhưng mà cái về nếu như mà xét về cái cấu trúc vì sao mà mình sẽ giải thích vì sao á, mà cái NSAID thì nó lại là gây nên những cái mà nó cũng là một yếu tố nguy cơ để mà mắc cái bệnh lý là hen phế quản. Thì do mấy bạn biết là khi mà trong cái quá trình cái này mình nói nha, mấy bạn có thể nghe ha, hoặc là có thể mấy bạn giúp mấy bạn hiểu hơn thôi chứ không cái này không bắt buộc. Thì khi mà bây giờ là cái axit arachidonic đúng không bạn ha, từ cái yếu tố gây viêm trên cái màng tế bào là cái phospholipid màng của mình á, thì nó sẽ chuyển thành khi mà có những cái tác nhân hay là những cái yếu tố gây viêm thì nó sẽ tác động trên cái axit arachidonic. Thì từ cái axit arachidonic này nó sẽ chuyển hóa theo hai con đường, một là theo con đường là một cái enzyme á, là một cái men cốc là cái cyclooxylase ha, một cái thì nó sẽ chuyển hóa theo con đường là lốc, lốc ở đây là lipoxy ha, thì nó là con đường lốc. Thì khi mà cái enzyme này á, nó chặn cái con đường cốc, nó chặn cái con đường cốc lại đúng không bạn, thì thay vì một cái yếu tố gây viêm thì nó chuyển hóa, mà bây giờ mình dùng cái enzyme thì nó sẽ chặn cái con đường chuyển hóa theo cái đường con đường cốc, và một con đường còn lại thì nó bắt buộc thì nó phải chuyển hóa theo con đường là lốc. Thì lốc đó thì nó sẽ tạo ra những cái yếu tố gây viêm trên phế quản của mình. Thì lát nữa là mình sẽ coi lại à này, à, hình như là mình nhớ là mình có cái hình ha. Đây ha. Đây, bạn thấy nè. Khi mà cái axit arachidonic này nó sẽ chuyển hóa theo con đường cốc này, thì theo cái việc mà cái prostanoid này thì nó là cái enzyme đó bạn ha. Thì bình thường là cái axit arachidonic này nó sẽ chuyển hóa thành hai con đường, một cái là con đường cốc và một cái là con đường lốc đúng không bạn ha. Thì nếu như bây giờ mà mình dùng cái enzyme có nghĩa là mình chặn cái này lại, mình chặn cái con đường này lại, mình không cho nó chuyển hóa con đường này thì bắt buộc thì nó sẽ chuyển hóa thành con đường là lốc, và từ cái con đường lốc này thì nó sẽ tạo ra cái leukogen ha, NLT4 hoặc là NLTD4 hoặc NLT4 thì nó sẽ làm cho cái phế quản của mình nó sẽ bị co thắt lại. Nên đó là lý do vì sao mà chúng ta gọi một cái yếu tố nguy cơ là về cái thuốc NSAID thì sẽ làm cho cái bệnh lý hen phế quản của chúng ta có thể là hình thành ha. Hoặc là dùng beta blocker ha, cái này là thuốc trên tác động trên thần kinh thực vật, thì hôm trước thì mình cũng đã nói với các bạn rồi đúng không bạn ha. Beta blocker có nghĩa là chặn beta, hoặc là do SO3, hoặc là do cái tetrazine là những cái hóa chất ô nhiễm, thì mình sẽ có là cái những cái khối ha, NO2 hay SO2 hay là khói thuốc lá. Còn nghề nghiệp thì mình sẽ có là chì, thiết, chrome, niken hoặc là nhựa và thuốc tẩy. Và nhiễm trùng hô hấp thì do những cái con virus ha, rhinovirus hoặc là coronavirus nè, influenza nè ha, những cái virus cúm. Rồi vận động thể lực, đạp xe, đá bóng hay là chạy nhảy, những cái mà mấy bạn nhớ là khi mà chúng ta bị chúng ta gọi là vận động đó đúng không, thì nó sẽ chuyển hóa, hoặc là nó sẽ là cái lúc đó thì cái thần kinh giao cảm của chúng ta ha, nó bắt đầu nó sẽ kích hoạt lên đúng không bạn, thì nó sẽ làm co thắt cái phế quản của mình lại ha. Bạn nhớ về cái phần mà trên cái phần thần kinh thực vật đó. Rồi yếu tố tâm lý thì cười lớn cũng có thể hen, khóc cũng hen, lo sợ cũng hen ha, hoặc là nó sẽ làm co thắt cái phế quản chúng ta lại nếu như không chưa tới mức độ là chúng ta bị viêm ha, thì có thể gọi là co thắt phế quản thôi. Rồi thì cái triệu chứng của cái bệnh lý là hen suyễn là gì? À, các bạn thấy khó thở nè, khò khè nè, ho, nặng ngực thành cơn, hen dạng ho.
thì có thể là ho kéo dài, đặc biệt là ở trẻ em và nặng hơn về đêm. Ban ngày thì nó sẽ có thể bình thường, nên là chúng ta cần phải lưu ý đối với những bệnh nhân bị hen thì chúng ta nên dùng thuốc để dự phòng cơn hen về đêm, đúng không? Thì để tránh cho cái tình trạng là chúng ta đang ngủ và chúng ta bị cái bệnh lý mà hen suyễn nó tái, nó lên cơn á, người ta gọi là lên cơn nha, cơn suyễn nha, chứ không phải lên mấy cái cơn mà cơn nghiện nha bạn ha. Bị lên cơn suyễn á thì chúng ta sẽ dùng thuốc trước đó để chúng ta có thể là ngủ thì nó sẽ an toàn hơn cho bệnh nhân của mình. Và co thắt phế quản khi vận động ha, vận động thể lực có thể gây cơn hen. Rồi hay là mấy bạn thấy học cái phần này đây, về cái mà phân loại về cơn hen, cái này là hình ban ngày ha, còn này ban đêm. Thì bạn thấy phân loại thì mình sẽ có là bốn cái mức độ ha, mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4. Thì mức độ 1 thì người ta gọi là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng ở đây là tần suất là có thể là mình sẽ lên cơn hen và 2 lần một tuần ha, lớn hơn hoặc bằng 2 lần một tuần gì đó, hoặc là buổi tối thì mình cũng có một cái cơn ha, thì nó sẽ gọi là cái bệnh lý là hen lâu lâu là nó còn nhẹ, đúng không? Nó nhẹ gọi là nhẹ hiu đó, thì lâu lâu nó mới gặp được cái bệnh lý này thì nó gọi là thỉnh thoảng. Còn dai dẳng thì mình sẽ phân ra là mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4. Thì mình sẽ có là từ 2 đến 4 lần một tuần. Hoặc là mấy bạn cứ nhớ ha, nếu mà nhẹ thì 2 đến 4 lần một tuần. Hoặc là ban đêm thì 2 đến 4 lần một tháng. Thì nó sẽ giống tương tự như nhau. Ở dưới thì nó sẽ theo cái ban đêm thì nó sẽ theo tháng. Còn ở trên ban ngày thì nó sẽ theo tuần. Thì các bạn nhớ về những cái phân loại này. Rồi. Đó là cái phân loại. Còn bây giờ mình sẽ đi vào những cái yếu tố ha, để cho có thể là hình thành cơn hen. Rồi thì từ những cái yếu tố gây nên tác nhân gây hen này thì mình sẽ có những cái nhóm thuốc để mà mình tác động vào từng cái vị trí, từng cái cơ chế để cho cơn hen của mình nó sẽ không thể xảy ra ha. Thì bạn thấy cái nguyên nhân đầu tiên để gây ra tình trạng là viêm, đó là những cái dị nguyên ha, dị ứng nguyên hay là gọi là dị nguyên đó bạn, dị nguyên hoặc là kháng nguyên đó bạn nhớ không, bữa trước mình có nói với bạn rồi đó. Sau đó thì nó sẽ gắn trên cái mà cụ thể là cái mà cái IgE, cái kháng thể IgE, từ cái kháng thể IgE đó thì nó sẽ gắn trên cái dưỡng bào các bạn thấy hồi nãy đó, thì nó sẽ phóng thích ra những cái chất trung gian gây viêm đó. À, thì nó sẽ do là sẽ tạo thành cơn viêm. Rồi, hoặc là những cái yếu tố khởi phát cơn hen nội sinh hay là những cái chất trung gian trong cái quá trình, trong cái hóa học của chúng ta, thì bạn thấy là do là những cái leucogen chẳng hạn, hay là cái prostaglandin chẳng hạn ha, thì nó cũng có thể là thì gọi là cái yếu tố nội sinh để khởi phát cơn hen. Rồi, thì sau cái quá trình viêm này thì nó sẽ đến là giải phóng những cái chất trung gian hóa học, thì mình sẽ có là chất trung gian hóa học của mình là histamine ha, từ cái tế bào mast nó phóng ra, hoặc là nó sẽ phóng ra những cái chất mà ví dụ như là leucogen, NLT4 chẳng hạn, NLTD4 hoặc là NLTE4 ha, thì mình sẽ có những cái, hoặc là những cái dưỡng bào này nó sẽ có cái romulin, đúng không ha, những cái hạt romulin này thì nó sẽ làm cho đây là gọi là những cái chất trung gian hóa học tự do, và nó dẫn đến kéo đến là cái tình trạng là co thắt phế quản, đúng không? Thì bây giờ tới tình trạng co thắt phế quản này thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là hô hấp. Thì tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta muốn giảm đi những cái yếu tố hay là giảm đi những cái chất trung gian hóa học thì chúng ta phải có những cái nhóm thuốc là kháng histamine ha, ức chế, hoặc là chúng ta sẽ không cho cái histamine nó gắn kết và nó gắn vào cái thụ thể của nó, thì nó sẽ không có thể là giải phóng, hoặc là cái histamine này nó không làm co cái phế quản của chúng ta lại ha. Hoặc là chúng ta sẽ có cái thuốc là nhóm thuốc là đối kháng leucogen ha. Leucogen thì mình sẽ thay vì cho cái leucogen NLTD4 hoặc là NLTDE4 nó gắn kết vào cái receptor của nó, thì mình sẽ có những cái nhóm thuốc đối kháng với lại leucogen, thì nó sẽ không cho cái chất hóa học nó biểu hiện ra là cái tình trạng là co thắt phế quản. Rồi thì nếu như đến với những cái thuốc mà giúp cho tình trạng co thắt phế quản này không diễn ra, thì mình có những cái nhóm thuốc mà nó sẽ làm giãn phế quản, đúng không bạn ha. Thì mình sẽ có là cái thuốc chủ vận beta 2 angiotensin. Thì ngược lại với là thuốc chặn beta hay là cái thuốc mà đối vận beta 2
thì mình sẽ có những cái nhóm thuốc chủ vật beta 2 ha, các bạn nhớ ha. Cái dạng beta 2 có nghĩa là beta blocker thì nó sẽ làm co thắt phế quản, nhưng mà bây giờ mình dùng cái thuốc mà chủ vật ha, beta 2 thì nó sẽ làm giãn phế quản, thì bản chất của nó là cái mà việc đối lập với nhau các bạn, thần kinh thực vật của mình đó, bản chất của nó là cái dạng mà đối lập với nhau ha. Hoặc là mình sẽ có cái dẫn xuất xanthin thì nó sẽ làm cho tình trạng là giãn phế quản, hay là những cái mà thuốc mà giống như là anti trôi nạp thì nó cũng làm giãn cái phế quản của mình ha. Thì mình sẽ có những cái nhóm thuốc này trong cái điều trị là hen phế quản. Bây giờ nói lại ha, đầu tiên là mình sẽ có một cái nhóm là kháng cái IgE ha. Thứ hai là mình sẽ có cái thuốc corticoid để tác động vào cái quá trình gây viêm ha, là mình sẽ ức chế cái quá trình gây viêm. Rồi nếu như mà chất trung gian hóa học giải ức chế cái việc giải phóng những chất trung gian hóa học thì mình sẽ có những cái nhóm thuốc là kháng histamine hoặc là kháng bromo ha, hoặc là thuốc đối kháng với leukotriene, những cái chất trung gian hóa học của mình. Rồi còn nếu như mà chúng ta muốn làm cho tình trạng cái phế quản của mình nó sẽ giãn ra thì mình sẽ có là cái thuốc chủ vật beta 2 hoặc là xanthin, trong xanthin có theo theobromine, hoặc là mình sẽ có là những cái nhóm thuốc mà anti-troponin đặc để cho cái việc giãn phế quản nó có thể diễn ra ha. Đây, hồi nãy là mình đã giới thiệu với các bạn về những cái nhóm rồi, dựa trên cái cơ chế của nó, tùy theo các bạn phải học theo cái cơ chế như vậy thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn. Còn nếu như bạn cứ đọc từ trên, bạn đọc xuống thì nó sẽ làm cho cái việc mà gọi là luôn tuồng, bạn cứ đọc hết trong cái giáo trình ra thì bạn cũng không có phân biệt được cái thuốc nào tác động lên cái vị trí nào hay là cơ chế nào. Thì cái dược lý các bạn thật sự mà nói ha, thì nó cũng có một cái rất là hay. Hay là sao? Mấy bạn nắm được cơ chế mà thật sự mà nói cái này á là thầy cũng chỉ muốn là giảng thêm cho các bạn một mà tìm ra một cái cách để cho mấy bạn có thể nhớ được khái quát lại, gọi là cái mapping. Mapping ở đây có nghĩa là mình sẽ tạo một cái sơ đồ tư duy ha, để mình có thể là mình sẽ nhớ hết được những cái nhóm thuốc trong đó. Chứ để mà mấy bạn cứ học học cứ học qua học qua học qua, hoặc là đọc qua một lần như vậy á, thì mấy bạn sẽ không có thể nào mà mình nhớ hết được là cái những cái nhóm thuốc có trong cái điều trị hen phế quản thì mình sẽ có cái gì, có cái gì ha. Thì nên là mình sẽ giúp cho mấy bạn gọi là hệ thống kiến thức lại, chứ mà không bắt buộc mấy bạn phải nhớ về cái cơ chế nha, nhớ nha các bạn ha. Mình không bắt buộc các bạn nhớ về cái cơ chế, mình chỉ nói về cái cơ chế để cho các bạn có thể là mình sẽ hiểu được ha, hiểu được bước ban đầu để mà mình có thể hình dung được những cái nhóm thuốc tác động trên những cái vị trí đó. Rồi thì mình sẽ phân ra làm hai, là một cái nhóm dự phòng và một cái nhóm căn cơ. Nhóm dự phòng là gì? Mình sẽ dự phòng, gọi là mình trù bị ha, mình gọi là mình sẽ để trong một cái lâu dài, hay gọi là dự phòng đúng không, chứ không phải là mình lấy một cái rụng cái mình kích dứt cơn nó liền, thì không phải như vậy. Thì mình phải dự phòng là trong một cái thời gian dài thì mình phải dùng những cái gì có tác dụng kéo dài ha. Mình dùng những cái gì có tác dụng kéo dài và mình dùng những cái gì mà nó sẽ cho cái việc mà nó có thể là trong một cái thời gian dài thì nó sẽ không lên cơn hen, và mình dùng trước. Nhớ rằng dự phòng thì phải dùng trước đúng không, trước cái tình trạng là cơn hen nó xảy ra thì mình phải dùng trước thì mới gọi là dự phòng đúng không. Còn bây giờ đang lên cơn rồi mà mình dùng dự phòng nữa là mình sẽ sai với các bạn ha. Thì trong cái nhóm dự phòng này thì mình sẽ có cái corticoid dạng thích, hay còn gọi nó là cái ICS, cái viết tắt các bạn ha. Đây mình sẽ viết cho các bạn luôn, ICS là cái dạng là corticoid đường thích, là hình như mình nhớ là chữ Y nó là inhaled ha, corticoid system đó. Thì nó là cái dạng là trong những cái phác đồ để mà điều trị cái bệnh lý mà về hen phế quản thì người ta sẽ viết là ICS, thì mình phải biết được đó là những cái nhóm thuốc là corticoid đường thích. Nhớ các bạn ha, corticoid của mình là mình có đường uống đó nha các bạn, nhớ ha, là dùng đường toàn thân nè đúng không đó. Còn cái đường thích của mình thì mình sẽ có cái budesonic nè, fluticasone nè, và cái peglometasone, đó là những cái corticoid đường thích và những cái thuốc hít để mà giãn cái khí với đường dẫn khí của mình, thì những cái thuốc có tác dụng kéo dài ha. Đây là những cái thuốc chủ vật beta 2 nhưng mà có tác dụng kéo dài, thì mình sẽ có là cái salmeterol và cái fosfenytoin.
môn T tôm. Nhớ ha, chủ vận beta 2 nhưng mà có tác dụng kéo dài. Còn cái thuốc giãn đường khí, đường dẫn khí và tác dụng kéo dài thì mình sẽ có cái theo pilin trong cái dẫn xuất của xanthin ha. Bạn nhớ ha, đây là những cái thuốc thuộc cái nhóm dự phòng. Rồi còn những nhóm thuốc cắt cơn thì sao? Đó. Đây, cắt cơn thì mình sẽ có là giãn đường dẫn khí. Vì sao? Lên cơn hen người ta khó thở muốn chết rồi, đúng không? Thì mình phải dùng những cái thuốc mà nó giãn cái đường dẫn khí ra để gọi là điều trị, hoặc là mình để gọi là trong cái xử lý liền, xử lý ngay lập tức cái việc mà bệnh nhân không thở được. Đó. Còn những cái yếu tố gây viêm hay gì đó thì mình từ từ tính sau. Ở đây là nếu như mà viêm nó nặng quá thì nó làm co thắt các phế quản của mình lại thì mình phải dùng những cái thuốc kháng viêm ha, làm cho những cái yếu tố gây viêm đó nó không xảy ra nữa, hoặc là bị ức chế lại thì mình sẽ dùng cái corticoid đường toàn thân. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta đang cắt cơn, muốn cắt cơn thì chúng ta phải dùng cái dạng là cái chủ vận beta 2 mà có tác dụng ngắn ha. Vô uống vô hít vô một cái là nó khởi phát tác dụng liền thì mình mới có thể là xử trí liền cơn hen. Chứ bây giờ mà nếu như chúng ta đang cắt cơn mà chúng ta dùng cái mà samoterol hoặc là cái fumoterol cái tác dụng kéo dài thì mình vô đang khó thở gần chết luôn, mà cái thuốc này nó khoảng 2-3 tiếng sau nó mới ngấm vô, nó đạt nồng độ đỉnh thì mình coi như là bệnh nhân của mình có thể là khó thở và dẫn đến là tử vong ha. Còn bây giờ là mình thuốc cái chủ vận beta 2 này mình dùng cái samotimol và cái tetbutalin á thì mình dùng nhanh thì nó khởi phát nhanh và bệnh nhân của mình có thể là xử trí được, làm giãn cái phế quản ra, giãn cái đường dẫn khí ra và bệnh nhân của mình có thể là hô hấp được ha, hoặc là sẽ có những cái yếu tố gây viêm, tác động vào những yếu tố gây viêm. Rồi đó là hai cái nhóm thuốc chia ra cũng là trong cái điều trị hen suyễn nhưng mà mình sẽ có là dự phòng và cắt cơn. Rồi thì ở đây đầu tiên thì mình sẽ nói về những cái thuốc mà có tác dụng là đối kháng với lại là rồi cái amphiorin ha. Bạn xin lỗi bạn, còn ai nhắn gì đây? Rồi, amphiorin ha, bữa mình học về cái nhóm mà thuốc tác dụng trên thần kinh thực vật rồi, bạn cứ nhớ đây là trong cái alkaloid của cây mao hoàng ha. Đây thì nó tác dụng của nó làm co mạch, tăng huyết áp và là yếu hơn cái adrenaline, nhưng mà nó lại có tác dụng là giãn phế quản và nó sẽ mạnh và kéo dài bền vững hơn cái adrenaline, kích thích thần kinh trung ương. Nó cũng có kích thích thần kinh trung ương, mình có thể là dùng để dự phòng là mình sẽ cắt cơn hen phế quản, chữa sổ mũi, viêm mũi mãn tính, nghẹt mũi, ngộ độc cấp các thuốc ức chế thần kinh trung ương, thuốc ngủ bằng Rituxan hoặc là morphine. Thì vì sao mình cũng giới thiệu cho mấy bạn thì nó cũng là một trong cái gọi là nếu như mình phải gọi là nói hết đúng không, để giới thiệu qua hết cho mấy bạn để mà mấy bạn có thể là mình sẽ biết những cái nhóm thuốc nào có tác dụng là nó giãn phế quản. Nhưng mà hiện nay á trên lâm sàng thì các cái amphiorin này nó cũng ít khi nào được sử dụng trong cái điều trị hen suyễn hết ha, nên là mình cũng thấy vì cái tác dụng phụ của nó do là nó ức chế, do nó có tác dụng trên thần kinh nên là chúng ta phải cẩn thận ha. Rồi thứ hai là mình sẽ có cái dẫn xuất của xanthin, thì cái dẫn xuất xanthin này thì cái mục đích của nó là nó sẽ làm giãn cái cơ trơn phế quản ha, những cơ trơn phế quản do nó ức chế cái việc tạo thành từ cái BKAB này, thì ta nói ức chế cái việc mà tạo ra cái enzyme myelin transkinase thì nó sẽ làm cho ức chế cái việc hình thành cái việc co cơ thì nó sẽ giãn cái phế quản ha. Thì các bạn nhớ là dẫn xuất xanthin thì nó sẽ làm giãn cơ trơn phế quản, thì mình sẽ có cái theophylline thì tác dụng của nó là giãn phế quản, giãn mạch nè ha, là do nó chống cái tình trạng là co cơ mà đúng không các bạn, và nó có tác dụng là kích thích thần kinh trung ương và nó tăng hoạt động của tim, kích thích trung tâm hô hấp kém hơn caffeine và nó lợi tiểu, nó sẽ mạnh hơn lại là caffeine ha. Thì trong cái điều trị hen phế quản thì tác dụng phụ của nó là chán ăn, buồn nôn, đau đầu, buồn chồn và động kinh ha, nó có tác dụng, nó sẽ gây tình trạng động kinh hoặc là loạn nhịp tim.
và chống chỉ định với những người mà nhồi máu cơ tim cấp hoặc là trẻ em bé hơn 30 tháng tuổi ha. Nên phải cẩn thận bạn ha, và những người có tiền sử loạn nhịp tim. Và cái mà điểm đặc điểm ở đây, vì sao mà theophylline hiện nay á không có dùng ha, do là nó sẽ có cái phạm vi an toàn hẹp và bắt buộc người ta phải lúc nào cũng theo dõi nồng độ thuốc trong máu, hay còn gọi là TDM ha, để xem coi là cái mà ở việc dùng thuốc chúng ta có vượt cái ngưỡng gây độc cho bệnh nhân của mình hay không ha. Nếu như mà nó trên 20 mg trên ml máu thì mình đã là liều gây độc, và cái việc mà chúng ta phải kiểm soát cũng như là chúng ta phải chỉnh liều cho bệnh nhân của mình nó rất là cần thiết và nó rất là quan trọng. Nên là vì sao mà cái theophylline hiện nay á không dùng để trong cái việc mà điều trị hen phế quản, không được gọi là chỉ định đầu tay các bạn, mình phải cẩn thận cái việc này do là cái nồng độ thuốc trong máu của nó hẹp thì mình phải làm TDA ở TDM. Thì cái việc mà nồng độ thuốc trong máu á ha, là các bạn cứ hình dung đi ha, mình sẽ vẽ cho các bạn thấy đây bình thường ha. Các bạn nhớ về cái diện tích dưới đường cong không ha, cái này là cái Cmax đúng không, Cmax là cái nồng độ thuốc trong máu nè, viết ký hiệu là CM ha. Rồi cái này là cái thời gian, đại học gì đâu học rồi các bạn. Rồi ha, thuốc mình đi vô máu mình như vậy đúng không, rồi từ từ nó sẽ thải trừ ra ha. Rồi thì nếu như á trong cái khoảng này ha, đây thì nó gọi là khoảng trị liệu đúng không ạ, không trên đây ha thì nó là khoảng độc, ở dưới đây thì nó sẽ là cái khoảng không có tác dụng ha. Đó mình nhớ như đi, đây là khoảng độc. Thì bây giờ nếu như bình thường á, những cái thuốc chúng ta mong muốn là nó sẽ nằm trong cái khoảng là trị liệu đúng không, thì nó nằm trong khoảng này ha, nằm trong khoảng này. Rồi mình không mong muốn là nó sẽ nằm trong cái khoảng là không đủ liều hoặc là không có tác dụng đúng không bạn ha, cái dưới này chúng ta không mong muốn nè. Nếu như mà dưới này á, thì nó không gây độc đúng không bạn, nhưng mà nó không có đủ liều hay nó sẽ không đủ cái nồng độ trong máu để mà nó sẽ được di chuyển đến các mô và nó cho tác dụng. Còn bây giờ cái theophylline của mình ha, cái khoảng nó hẹp hơn đúng không, nó ngắn hơn vậy ha, nó ngắn hơn vậy đi. Rồi bây giờ là cái ngưỡng này ngưỡng gây độc đúng không bạn, trên cái này gọi là ngưỡng gây độc rồi. Thì cái theophylline này nếu như mà nó lớn hơn 20 mg ha, trên ml máu, thì cái khoảng này bệnh nhân đã có biểu hiện là ngộ độc, nó dẫn đến tình trạng là loạn nhịp hay là dẫn đến tình trạng động kinh cho bệnh nhân của mình. Nên là vì sao mà cái việc mà dùng cái theophylline á, người ta phải bắt buộc là phải theo dõi cái TDM nha, theo dõi nồng độ thuốc trong máu là như vậy. Bạn nhớ cho mình ha. Rồi để bôi đi, nhìn bọc vệ sinh quá. Rồi ok ha. Rồi theophylline thì ở đây là nó sao tắt cái con này sao ta, cái cục tẩy này sao, Robichuk ý giá học sao press any key to exit. Rồi rồi bây giờ muốn nó làm sao để quay lại bình thường. Ok, rồi. Được rồi, đó là con chó mình rồi. Rồi, thì những cái thuốc mà làm tăng nồng độ theophylline trong máu, ha, bạn nhớ nè, có cái thuốc làm tăng nồng độ theophylline trong máu và những cái thuốc mà giảm cái nồng độ theophylline trong máu, thì mình phải coi coi làm sao. Ha. Cần giảm liều để tránh độc tính thì mình sẽ có những cái thuốc giống như là cimetidine, erythromycin, propranolol, ciproxacin, ofloxacin hoặc là những cái thuốc tránh thai được uống ha, thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ theophylline trong máu. Thì có nghĩa là cho mình hỏi những cái thuốc này gọi là ức chế hay là cảm ứng enzyme gan. Mời các bạn mình hỏi lại nha, những cái thuốc giống như là cimetidine ha, erythromycin,
thì nó sẽ có tác dụng là cảm ứng hay là ức chế enzyme gan. Bạn trả lời cũng khác đi này, mình học cái bài mà dược lực học rồi, mà dược động học rồi mà, bữa không nói kỹ là mẹ. Ức chế rồi, còn mấy bạn khác thì sao? Vậy có bạn này có suy nghĩ ngược lại không? Ok, cảm ơn bạn ha, hên quá lớp này là vui, không làm mình thất vọng à bạn. Mấy lớp kia thì trời ơi, nó bá bàn ngành binh hết, nó đủ thứ hết, đứa thì ức chế, đứa thì cảm ứng. Nhớ ha, những thuốc làm tăng nồng độ có nghĩa là những thuốc đó nó làm ức chế enzyme gan, có nghĩa là nó sẽ làm giảm cái việc chuyển hóa. Khi mà giảm cái việc chuyển hóa của gan á, thì nó đồng nghĩa với cái việc là thay vì chúng ta cần chuyển hóa để chúng ta có thể là mong muốn chuyển hóa, thì từ cái dạng mà có hoạt tính xong rồi, hoặc là có cái nồng độ cao xong rồi, chúng ta phải cắt, hay là chúng ta phải liên hợp, hay là chúng ta phải oxy hóa, hay là chúng ta phải khử để cho nó biến đổi thành cái dạng có hoạt tính thấp hơn hoặc là ít hơn, và sau đó mới được thải trừ ra ngoài, đúng không bạn? Bây giờ là mình ức chế cái enzyme gan này thì làm chặn cái quá trình mà nó chuyển hóa, thì có nghĩa là nó sẽ làm tăng cái nồng độ của cái thuốc dùng chung với nó. À, cái thuốc nào mà gọi là ức chế thì những cái thuốc nào mà dùng chung với nó thì nó sẽ làm chậm cái phần mà chuyển hóa qua gan của thuốc đó, và nó sẽ làm tăng cái nồng độ của cái thuốc dùng chung ở trong tuần hoàn, và nó sẽ làm có thể, nếu như mà chúng ta không kiểm soát được thì nó có thể là gây độc ha. Rồi còn ngược lại, những cái thuốc mà làm giảm cái nồng độ dùng chung với lại cái thuốc đi kèm, thuốc những cái thuốc mà giảm nồng độ ha, thì mình sẽ thấy là đó là những cái thuốc là cảm ứng enzyme gan. Cảm ứng có nghĩa là sao? Cảm ứng có nghĩa là chúng ta phải làm cái đụng vô, ví dụ như bạn thấy vì sao người ta gọi là điện thoại cảm ứng ha, đụng vô một cái là nó bắt đầu nó sẽ thực hiện những cái thao tác hay là thực hiện cái hành động rất là nhanh, đúng không bạn? Thì người ta mới gọi là cảm ứng ha. Thì trong gan cũng vậy, những cái thuốc mà nó làm cảm ứng enzyme có nghĩa là nó sẽ làm tăng cái tốc độ chuyển hóa của cái thuốc dùng chung với nó trong trong gan lên, thì nó sẽ làm giảm đi cái hoạt tính, đúng không bạn? Để giảm hoạt tính và sau đó có thể là thải trừ. Thì những cái thuốc này khi mà dùng chung với lại theo healthy, thì có những cái thuốc nào, những cái nhóm mà bạc hay là có cái carbamazine hay là phenobarbital hay là vitamin hoặc là rifamycin, thì đây là những cái thuốc mà cảm ứng enzyme gan, thì nó sẽ làm giảm đi cái nồng độ của theophylline trong máu, nên là chúng ta phải rất là cẩn thận ha. Thì trong cái theophylline này, ở trong cái nhóm xanthin này, thì mình sẽ ngoài cái theophylline ra thì nó còn có cái nhóm là aminophylline ha. Thì chúng ta thấy là chỉ định của nó là trong những cái trường hợp mà hen phế quản cấp, hay là mãn tính, hay là phù nề do suy tim suy thận, hoặc là mình sẽ có là hen cấp trong cái tình trạng là truyền tĩnh mạch. Và cái aminophilin này thì nó sẽ ít có dạng chuyển hóa mà nó gây độc hơn, hoặc là nó sẽ có cái dạng mà cái khoảng trị liệu của nó không có hẹp như là của theophylline ha, nên là mình cũng có thể là dùng trong cái mà trong điều trị những cái bệnh nhân mà cần phải dùng cái dẫn xuất xạ thịt các bạn ha. Đây, mình sẽ có những cái dạng phối hợp của theophylline với lại amphibrine, hoặc là theophylline với là dexamethasone là cái corticoid nè. Còn cái phenobarbital trong đây thì nó có tác dụng là em dịu thần kinh.
Rồi, mình sẽ đến là những chất mè thuốc mà chủ vận beta ha. Chủ vận beta 2 là những thuốc mà beta 2 ăn rồi oxit đó. Thì vào đây mình sẽ có là cái sabutamol. Thì bạn thấy ha, đây là cái dạng ống hít, ống định liều. Rồi, bạn thấy cái này là những cái dạng mà dành cho trẻ em. Thì cái việc đó, mà trẻ em của mình nó cần có một cái buồng đệm để cho cái thuốc của mình nó bay vào, và do là trẻ em, các bạn thấy nếu như mà người lớn á thì người ta chỉ cần một cái bình xịt thôi, không cần một cái buồng đệm. Còn trẻ em á thì nó cái cách mà dùng của nó thì nó còn hạn chế nhiều hơn, nên là chúng ta phải cần có cái buồng đệm để cho trẻ em mình sạc. Đây ha, người lớn của mình á thì mình chỉ cần là trực tiếp mình bóp và mình đẩy vô, rồi sau đó mình hít được là xong ha bạn. Đây như là có những cái dạng mà nó sẽ làm cho cái phân liều là chúng ta có thể biết được và chúng ta hít với lại cái liều bao nhiêu. Đây là sẽ có 6 bước để mình có thể là dùng cái bình liều, phân liều. Thì đầu tiên ha, phải chẳng ra hai, sau đó mình bỏ nắp đúng không bạn. Thứ ba là mình sẽ phải thải thở ra ngoài đó, bạn thấy ha, khí nó thải ra ngoài, thở ra bên ngoài ha. Sau đó thì chúng ta phải rõ miệng rồi hít vào, ngậm miệng lại ha, để cho cái thuốc của mình nó đi vào trong cái phế quản ha, nhớ hai bạn ha. Thường nếu như mà chúng ta thường là nếu như chúng ta thường là bỏ qua cái bước mà thở ra nè, thì cái việc mà hít vào nó sẽ không đủ cái lượng cái thuốc á, nó sẽ không đủ vào trong cái phế nang của mình và nó sẽ không thể nào làm giãn cái phế quản, do là mình còn có những cái khí ở trong cái phổi của mình ha bạn. Nên là cái bước số 3 này cũng rất là quan trọng. Và những cái bạn nào mà sau này có thể là làm bán ở nhà thuốc thì mình cũng cần phải tư vấn cho bệnh nhân, hay là cần phải hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách sử dụng ha. Thì cái phần mà cái Ventolin đó thì nó sẽ hơi gọi là phức tạp hơn, nó sẽ có nhiều cái bước hơn là những cái thuốc mà dạng phối hợp hiện nay. Thì cái này mình học về Sambutamol thì mình giới thiệu với bạn về Sambutamol trước ha. Rồi thì ở đây thì cái cơ chế của nó thì bạn cứ nhớ đi ha, cứ gọi là xem. Nói chung là nó cũng liên quan đến là cái việc là giãn phế quản. Rồi tác dụng là giãn phế quản và giảm co bóp tử cung nên là chỉ định của nó trong những cái trường hợp là dạ sảy thai. Thì đây là một cái off-label của Sambutamol, nhớ hai bạn ha. Ngoài cái tác dụng là chỉ định là hen phế quản và viêm phế quản, những cái bệnh lý mà khó thở do co thắt cái đường hô hấp, thì mình sẽ còn một cái tác dụng nữa, đó là cái tác dụng là dọa sảy thai, bạn phải lưu ý cho mình ha. Rồi tác dụng tim là có dạng đường tim đúng không, có thể gây hiện tượng đập tim nhanh, rung rẩy, đau đầu và giảm kali huyết ha. Nhớ nha, nó sẽ tác dụng phụ của nó là giảm kali huyết. Chỉ định chống chỉ định của nó là những bệnh nhân là nhồi máu cơ tim hay là những bệnh tăng huyết áp và face down. Và chú ý là không dùng thuốc liên tục khi cơn hen liên tục và dùng thuốc sớm trước khi lên cơn hen ha. Mặc dù là nó gọi là cái thuốc cắt cơn đúng không, như hồi nãy mình nói với các bạn á, là mình nên dùng trong cái trường hợp mà bệnh nhân của mình đang cần để mà hít vào, hay là mình sẽ dùng khi mà cái việc mà chúng ta có cái cơn hen thì nó có tác dụng nó nhanh hơn ha. Thì ở đây đối với những cái dạng ngoài cái dạng mà được hít ra thì mình cái Sambutamol của mình nó còn có dạng là viên uống các bạn nhớ ha. Ngoài cái việc mà tiêm đường hít ra, đường uống và có đường tiêm tĩnh mạch nữa, thì mình sẽ nên nhớ là những cái thuốc này trước khi lên cơn hen. Thì nếu như mà dùng trong cái việc mà chúng ta uống á các bạn, ngày xưa mình có một cái dạng là viên uống Sambutamol đó, thì cái viên màu hồng hồng á thì mình uống vào, thì trước khi lên cơn hen thì mình nên uống ha. Bạn cái được thấy là hen á thì thường là nó sẽ xảy ra và mình sẽ có hay là cảm thấy khi lúc nào mình cảm thấy là mình bắt đầu là mình có bắt đầu có triệu chứng lên cơn rồi đó, thì mình sẽ uống thuốc để cho khi mà không phải là đùng một cái xong rồi lên cơn rồi chúng ta mới uống ha. Thì thuốc nó phải vào trong cái trong dạ dày, sau đó nó đến ruột rồi bắt đầu là nó mới có khởi phát tác dụng được. Thì nếu như mà chúng ta dùng với cái dạng đường hít á, thì nó sẽ làm tác dụng nhanh hơn ha. Nên cái câu chú ý này là dành cho cái dạng thuốc đường uống các bạn ha.
Rồi, và vì sao mà chúng ta không dùng thuốc khi cơn hen liên tục hả? Thì là mấy bạn cũng phải cẩn thận những cái bệnh nhân này. Có thể là khi mà chúng ta dùng cái salbutamol, nó bạn bỏ cái dạng hít á, bạn thấy thường là cái gì mà nó cứ ngậm 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 vô miệng của mình á, thì mình cũng phải rất cẩn thận, vì nó có thể là nó sẽ xảy ra những cái tình trạng là nhiễm nấm, nhiễm nấm candida chẳng hạn, nấm candida hồng hộc. Thì đây cũng là một cái cần để chúng ta tư vấn, hoặc là chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân của mình. Nếu như mà chúng ta bán nhà thuốc thì chắc chắn, mình nghĩ là chắc chắn là sau này các bạn là đa số là có thể là sẽ hoạt động trong cái lĩnh vực là nhà thuốc, đúng không? Thì các bạn cũng nên dặn bệnh nhân sau khi mà dùng thuốc xong ha, khi mà ngậm miệng lại rồi, các bạn cho thuốc có thể đi vào trong phế nang rồi, thì sau đó chúng ta nên, sau khi nha, nhớ nha, sau khi dùng thuốc xong rồi ha, thì chúng ta đợi khoảng là 15 đến 20 phút sau thì chúng ta sẽ đi súc miệng lại. Nhớ hay các bạn ha. Chứ không thôi là cái tình trạng mà nó nhiễm nấm cái candida hồng hồng thì cũng rất là dễ xảy ra ở bệnh nhân của mình. Rồi. Đây, những cái thuốc chủ vận beta 2 thì mình sẽ có là cái salbutamol nè, dạng xịt nè, dạng uống nè. Ngoài ra mình có cái tetracycline, và đây là những cái mà salbutamol có tác dụng là gọi là tác dụng ngắn ha. Còn cái salmeterol này hiện nó tác dụng là kéo dài. Thì các bạn thấy, bạn cứ đọc đi ha. Và đây thì nó, cái salmeterol thì nó còn có tác dụng, ngoài cái việc mà nó làm giảm kali huyết thì nó còn có tác dụng là tăng đường huyết ha các bạn. Rồi. Rồi, chắc là mấy bạn sẽ nghỉ giấy lao 15 phút đi ha, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Cái bài hen này nên là mình cũng dạy chậm chậm cho các bạn, vì mình có thể thấy là những cái thuốc mà trên đường tiêu hóa thì thường là nó sẽ mình dùng thuốc mà thì nó sẽ ít có cái tác dụng mà mình cần những cái lưu ý nhiều hơn. Còn những cái thuốc mà dành trong cái đường hen, cái bệnh lý hen phế quản á, thì nó là cái bệnh mà các bạn thấy là nó có thể là ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Còn cái việc mà trong những cái thuốc mà đường tiêu hóa thì nó ít khi nào nó ảnh hưởng đến tính mạng, nên là mình nói cái phần mà thuốc hô hấp này nó hơi hơi chậm một chút xíu cho bạn có thể là mình nhớ được ha. Rồi bây giờ là 9:25 thì chính về cái nhóm là chủ vận beta 2 thì mình sẽ đến cái nhóm mà kháng anti-tourinambic, hay là trên cái thụ thể là muscarinic các bạn. Thì trong cái nhóm này thì mình sẽ có là cái ibuprofen. Ok ấy. Rồi. Đây ha, chỉ định là những bệnh lý mà về COPD hoặc là những cái phòng ngừa về hen suyễn và chống chỉ định với những người là tăng áp hay là phì đại tuyến tiền liệt. Tác dụng phụ của nó là sẽ có là khô miệng, táo bón, buồn nôn, bí tiểu và tăng nhãn áp. Thì cái ibuprofen á bạn, hiện nay á, thì người ta sẽ thường thường dùng với lại cái dạng là ít các bạn ha. Thì nó liên quan đến cái mà tulinambic, và cái này nó kháng anti tulinambic, thì nó sẽ làm giảm cái cơ trơn và nó sẽ làm giảm tiết dịch hô hấp của mình ha. Thì đó là về cái thuốc là kháng tulinambic. Và tiếp theo là mình sẽ có là kháng cái leukotriene và nó ức chế cái 5-lipoxygenase. Thì bạn thấy cái Aris Arachidonic của mình thì nó sẽ thông qua cái men lốc đó. Hồi nãy mình nói cái men lốc đó bạn, thì mình sẽ ức chế cái việc tạo thành cái leukotriene 4 và nó sẽ làm cho cái tình trạng là co thắt phế quản của mình nó sẽ không diễn ra. Thì ở đây các bạn thấy tác động vào cái việc gián tiếp, có nghĩa là mình sẽ tác động vào cái men hay là cái enzyme chuyển từ axit arachidonic thành cái leucogen A4, thì mình sẽ có một cái nhóm thuốc là Zilutone ha. Còn cái nhóm mà ức chế hay là mình sẽ kháng cái leucogen là mình có tác dụng là đối kháng với lại leucogen 4 D4 á, thì mình sẽ có là cái nhóm là Montelukast hoặc là cái Javi Lucas, thì cái nó ức chế ha. Cái này là cái phần cái cơ chế, thì bạn cứ nhớ giùm mình ha, là mình sẽ có là hai cái vị trí. Thứ nhất là dựa trên kháng cái enzyme, ức chế cái enzyme.
và thứ hai là mình sẽ đối kháng với lại là cái Lukaku tại cái cụ thể của nó. Thì cái Jeffrey Lucas và cái Monte Lucas thì bạn thấy là nó sẽ phối hợp, chỉ định của nó là phối hợp với glucocorticoid để giảm liều glucocorticoid trong cái bệnh lý loãng phế quản ha. Sau này các bạn sẽ học về cái nhóm là glucocorticoid trong cái phần mà vỏ thượng thận hay là phần học hóc môn á, thì bạn sẽ biết vì sao mà trong cái dạng phối hợp này thì người ta lại muốn mong muốn là giảm liều cái glucocorticoid ha. Thì cái Zuletron này thì nó là đối với những cái bệnh nhân mà bị hen suyễn nặng, có nghĩa là tình trạng viêm nó sẽ ức chế quá trình viêm, làm cho cái đường dẫn khí nó được thông thoáng hơn, ức chế cái việc hình thành cái quá trình viêm trong cái đường dẫn khí, nên là thường là mình sẽ chỉ định trong những cái bệnh lý là hen suyễn nặng. Rồi những cái thuốc mà ổn định dưỡng bào hoặc là những cái thuốc kháng IgE, vì sao gọi là ổn định dưỡng bào, thì bạn thấy cái dưỡng bào của mình thì nó sẽ phóng thích ra ha, nó sẽ phóng thích ra cái nó sẽ phóng thích ra cái histamine ha, bạn thấy ha. Đây trong cái phần này mình sẽ mong muốn là bây giờ là cái màng ha, dưỡng bào là gọi là cái màng, khi mà cái dị nguyên nó gắn vào trong cái kháng thể thì mình mong muốn là cái dưỡng bào này nó sẽ bảo vệ hay là nó sẽ bao cái histamine lại, nó không cho cái histamine nó phóng thích ra, nên là mình mới gọi là thuốc ổn định dưỡng bào ha. Thì mình sẽ có là cái nhóm là cái thuốc là bromelain. Còn cái thuốc mà ức chế IgE hay là nó kháng cái việc mà cái kháng nguyên của mình nó gắn vào cái IgE ha, thì làm cho cái việc mà chúng ta thấy nè ha, cái omalizumab này thì nó sẽ không cho cái IgE này nó gắn vào trong cái dưỡng bào, thì nó sẽ làm không làm cho cái phóng thích những cái chất trung gian ha, hay là những cái tác nhân gây viêm, hay là mình sẽ có là những cái mà histamine chẳng hạn, hoặc là sẽ phóng thích ra cái leukotriene hoặc là prostaglandin, hay là sẽ có phóng thích ra được cái cytokine ha. Thì mình sẽ có hai cái nhóm thuốc. Thì đầu tiên là cái romulin của mình thì nó sẽ giúp cho cái việc mà ngừa hen suyễn ở trẻ em. Đây ha, bạn nhớ cho mình này ha, ngừa hen suyễn ở trẻ em, phối hợp trị hen suyễn nhẹ và trung bình đó. Đấy bạn, nó an toàn cho trẻ em, nên là mình thấy á, so với lại những cái nhóm thuốc khác thì hầu như là nó sẽ có chống chỉ định với lại là trẻ em, nhưng mà cái romulin này thì nó là an toàn hơn cho trẻ em. Rồi thì chống chỉ định lại đó những cái bệnh nhân mà hen cấp tính. Tại vì sao? Hen cấp tính là mình đang mong muốn là cắt cơn, đúng không bạn? Ha? Còn cái romulin này thì nó ổn định dưỡng bào, thì lúc này là đã nó khi mà hen cấp tính rồi là cái mà cái mà tế bào mast này nó đã phóng thích lên cái histamine rồi, thì bây giờ mình dùng cái romulin này nữa thì nó đâu có tác dụng gì đâu, trong khi mấy cái túi này nó đã vỡ ra hết và nó đã phóng thích những cái chất mà trung gian hóa học để gây viêm rồi, thì bây giờ mình có dùng cái romulin này thì nó cũng chẳng có tác dụng gì, thì nên là nó là chống chỉ định là như vậy ha. Tác dụng phụ của nó là ngứa, đau đầu và viêm họng. Còn cái omalizumab này thì nó sẽ làm trong cái dạng mà tiêm dưới da, thì nó sẽ phòng ngừa hen suyễn do dị ứng ha. Rồi thì chống chỉ định cho trẻ em dưới 12 tuổi. Đây, bromelain thì mình cũng có các dạng hit. Và còn cái nhóm còn lại đó là cái kháng viêm glucocorticoid, thì các bạn thấy là đã gọi là kháng viêm rồi thì nó sẽ có tác dụng là ức chế cái quá trình hình thành. Ok, mình duyệt rồi đó bạn. Duyệt cho bạn Ngọc, không thấy bạn Ngọc vô. Còn bạn nào đã ngoài phòng chờ thì mình đã duyệt vô hết rồi bạn. Rồi, thì nó là kháng viêm ha, nãy mình nói về cái con đường mà tạo ra cái yếu tố gây viêm rồi, thì bạn thấy ha, là nó sẽ ức chế cái phospholipase A2 ha, nhớ nha, phospholipase A2, thì nó sẽ ức chế cái việc tạo thành cái acid arachidonic và nó sẽ không có những con đường ha để chuyển hóa. Thì cái hình này thì nó cũng đã tóm gọn lại các bạn thấy về cái cơ chế hoặc là cái con đường, nhớ là chúng ta thấy là cái corticoid nè ha, nó đã ức chế cái enzyme chuyển rồi,
thì nó sẽ không tạo ra những cái thằng dưới này nữa, đúng không bạn ha? Thì không có ai mà đi phối hợp corticoid với lại là cái NSAID, đúng không? Vì bây giờ là không là ai có ai phối hợp với lại là cái mà những cái nhóm thuốc khác ha. Vì sao không dùng cái do là nó đã không có cái men này để nó chuyển thành cái acid arginoid, thì cái con đường này nó cũng vô nghĩa, thì mình dùng cái này rồi thì nó không cần dùng cái cốc này nữa, đúng không bạn ha? Rồi chúng ta cũng có một cái chống chỉ định là không phối hợp chung với là cái NSAID là như vậy ha. Thì cái corticoid này các bạn thấy thì nó sẽ liên quan đến những cái tế bào bị viêm ha, là cái bạch cầu acid hay là limpo T hay là tế bào hóa hay là đại thực bào ha, hoặc là những cái tế bào gai, hoặc là những cái mà nó sẽ làm giảm trong cái việc mà giảm chất nhầy ha. Thì đó là cái glucocorticoid thì mình sẽ có là cái fluticasone hay là cái budesonic, thì nó chỉ định là hen suyễn và nó có cái chống chỉ định là những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp nè, đái tháo đường nè, hoặc là suy thượng thận ha. Và nó có thể là nó sẽ dạng hít này thì nó có dạng là nhiễm nấm candida ở họng hoặc là khàn tiếng và đau họng khi mà chúng ta dùng cái dạng đường hít mà không có vệ sinh. Nên là vì sao mà nãy thầy nói ngoài cái salbutamol ra thì cái glucocorticoid thì nó cũng có cái dạng đường hít là cái ICS đó bạn. Nên là các bạn cũng phải là vệ sinh hầu họng khi mà sau khi mình hít ha, để tránh những cái bệnh lý về nhiễm nấm hầu họng cho bệnh nhân của mình. Rồi, đó là về những cái nhóm thuốc điều trị hen suyễn. Mình sẽ đi vào cái nhóm là thuốc tác động trên cái tiêu hóa. Thì trên tiêu hóa của mình thì